Ta phải dâng mình cho cô. Quan Âm đại sĩ sẽ không tha cho huynh ấy đâu. Đợi nghĩa đệ ăn thịt đường tăng rồi sẽ trở thành tôn ngộ không thật sự, đến lúc đó sẽ chẳng phải sợ ai. Thì ra hắn trước giờ luôn muốn đứng ra thay thế. Ngài biết giết thì cưới không? Giết bốn đúc để trống tên. Lẽ nào ngài vẫn chưa tìm ra được cách phá giải hay sao? Cũng chưa chắc nha. Ngươi xem nè, đây là bộ tàng hình túi càng khôn. Buông ra. Sao cái dây ngươi cắn, ta thấy quen như vậy chứ? Đây không phải là sợi dây ta dùng để buộc túi càng khôn hay sao chứ? Được lắm tên bồ đề lão tổ này. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi cứ đâm vào. Bố láo sao? Đứng lại cho ta. Ban chủ à, chủ nhân, chạy đi nào. Cứu tôi với. Tiện nhân, ta còn tưởng là không dùng tới cái này nữa chứ. Nho, đằng này có thứ đồ tốt giúp cho ngài, mau qua đây đi. Qua đây đi nào. Ngài phải đánh tên xấu này trước. Ngươi nói ta xấu hả? Xấu cái đầu ngươi đó. Ta đánh chết ngươi. Cô xem kìa, trưởng cô đánh Chi Tôn Bảo quá tai rồi có phải không? Thật không ngờ, vì không muốn hắn cùng rớt xuống với cô mà cô tập trung hết sức chú ý vào cú chưởng đó. Ta cũng không ngờ ông lại niệm tình bằng hữu với lại Xuân Thập Tam Nương mà tấn công ta trước. Ta lại càng không ngờ tỷ muội một phen mà cô ta lại đánh lén ta. Bạch Tinh Tinh, con tiện nhân này, thì ra ngươi quả thật đã động chân tình với Chi Tôn Bảo. Cái bộ dạng mê man lúc này hệt như bộ dạng 500 năm trước. Nhìn con khỉ đó. Xem ra cô vẫn chưa buông được con khỉ thối kia. Ta nhớ lại năm xưa, ngươi không màng tấm chân tình tỉ muội xen vào tước đoạt tình yêu của ta. Ta hận không thể một chữ đánh chết ngươi. Cô tỉnh lại đi. Từ đầu đến cuối, huynh ấy chưa từng thích cô, nhưng cũng đâu có yêu ngươi chứ. Bằng không thì sao, đã đính hôn rồi còn mất tâm mất dạng. Nếu không tại cô truy sát suốt dọc đường, nếu không tại ta niệm tình cùng nhau tu luyện với cô, thì ta đã động thủ với cô thật rồi. Nào thử xem. Lão, lên đây trước cho ta. Sao cô lại đầu độc ta? Là vì lão nhất định sẽ cản trở ta thu phục con tiểu tiện nhân Bạch Tinh Tinh. Người bạn cũ, yên tâm đi nào. Với giao tình của chúng ta, đợi ta thu phục xong ả nhất định sẽ giúp lão giải độc. Xem ra không đánh một trận với cô thì cô không được rồi. Có ý tưởng, ta rất là thích. Nhưng mà cô hãy cứ ngoan ngoãn ở dưới đó đi. Biết ngay cô không tốt vậy đâu mà. Thôi ta cứ đi tìm cứu binh vậy.
Lão chỉ là một quả nho, có cần phải liều như vậy không? Ta đã nói ta là thần tiên rồi, ta mang nhiệm vụ bên mình. Hay là cô dừng trước đi. Hai vị à, dưỡng thương cho khỏe đi nào. Ta đi trước đây. Ngài làm ta hết hồn đó, biết không hả? Chắc là ngài không sao chứ? Không sao. Ta bảo ngài nè, bây giờ ta phải xuống núi tìm cứu binh, ngài có cùng đi với ta không? Đi chứ. Cuối cùng cũng thoát được ra rồi. Vậy ngươi định bỏ mặc mấy huynh đệ đó thật sao? Làm gì có chuyện ta là loại người đó sao? Nhìn cái gì chứ? Nhìn ngài đó, hai con yêu quái không thu được con nào hết, bản thân thì bị thương. Ta nghĩ ta nên đi tìm cao nhân khác cứu vậy. Ngươi còn quen biết cao nhân, sao không nói sớm hả? Hỏi thừa. Cao nhân, ngài muốn mời là mời được hay sao? Cao nhân thường thì luôn hết sức thần bí, tức là không tìm được. Ta cho ngài biết, cao nhân đó thường xuyên qua lại ở gần nhà của ta đó. Nhớ năm xưa, người ép ta ra chính là vị cao nhân đó. Người kêu ta đến phủ đầu bang làm bang chủ chính là vị cao nhân đó. Đi, về nhà ngươi thôi. Vậy thì được rồi. Vậy thì vậy đi thử vận may đi. Có khi ngài ta vẫn ở đó đó. 500 năm trước. Ăn cơm thôi nào. Cái gì thế này? Nhà bếp gần như đã cạn kiệt lương thực, nên chỉ đành nấu mì cho cô ăn thôi. Được thôi, không bỏ bảo. Người ngoan quá đi, người biết không hả? Là người khiến cho ta biết món ăn tràn đầy tình yêu trên thế giới mới là ngon ăn. Không bỏ bảo à? Người tuyệt quá. Ngươi hạ độc ta. Bây giờ cô cũng trúng độc rồi đó. Mau nói cho ta nghe, thuốc giải ở đâu đi, ta lấy giúp cho cô. Không cần đâu, ta tự đi. Quá ra là ở đó hay sao? Mới trúng độc, chưa thích ứng hả? Dần dần sẽ tốt lên thôi. Người
Hương Bảo Bảo à. Cảm ơn cô nha. Cô có muốn ngửi không nào? Nào, mau 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 mau. Không có dễ ngửi đâu. Người đứng lại. Làm gì vậy? Lại nhớ con khỉ thối đó hả? Không phải. Ta mệt rồi. Ta nghỉ một lát. Con khỉ chết tiệt. Đừng có để ta gặp lại ngươi. Bằng không, ta nhất định sẽ băm ngươi ra làm trăm mảnh. Hai người thực ra vẫn chưa hề buông bỏ. Để ta cho ngươi nhìn rõ bộ mặt thật của hắn. Thiệp cưới. Con khỉ thối, hắn cầu hôn ta. Tỷ tỷ à, tỷ tỷ à, tỷ tỷ, muội vừa sao vậy? Muội muốn ra ngoài một lát. Được thôi, ý của muội là có thể muội phải đi xa một thời gian. Được thôi, vậy muội đi sớm rồi về sớm, ta ở đây đợi muội nha. Tỷ bảo trọng nha. Xem cây trâm này có đẹp không nào? Đẹp quá, đẹp lắm đó. Là ai vậy? Một cô nương mà đến đây giữa ban ngày ban mặt. Cô nương à, bản tiệm không tiếp khách nữ đâu. Tiền ta sẽ trả đúng. Bà thu xếp cho ta một căn phòng là được. Xin lỗi cô nương, hôm nay tất cả phòng bao của bản tiệm đều bị một vị đại gia bao sạch rồi. Người nào mà trâu như vậy chứ? Là vì vị lão gia nhìn giống con trâu. Tính khí ngài ta cũng giống trâu lắm đó. Vậy được thôi. Sao lại đi vậy chứ? Thật là. Thanh xuân. Ta muốn thanh xuân. Vui quá đi. Quỳnh sao vậy? Tóm lại thì một lời khó kể hết. Ăn quả nho đi nào nào. Không có khẩu vị đâu. Một quả thôi, không có khẩu vị đâu. Hiền đệ, ta hỏi đệ nè, mấy ngày nay đệ đã đi đâu vậy? Ta... cái này để lát nữa rồi hẳn nói nha. Ta hỏi Quynh nha ca. Đã nghe ngóng được tin tức Đường Tăng Dương. Nghe ngóng được rồi, thật không? Nghe nói hắn đang tìm đệ khắp nơi. Nhưng mỗi lần khi tin tức của ta sắp qua được bên đó, hắn lại rời đi. Con rùa chết tiệt này, sao lại cứng như vậy chứ? Hương Hương à, tại sao lại rời khỏi Tùy Tình Sơn vậy? Tại sao cô cũng ở đây? Cô đến đây làm gì vậy? Tại sao phải nói cho cô biết? Tại sao họ lại đến chứ? Làm sao đây nào? Đừng có quảng loạn. Quynh à, đi xử lý tiếp phiến công chúa. Ta đi lo cho Ngưu Hương Hương. Được.
Con trâu thối tha này, tại sao hắn lại ở đây chứ? Hương Bảo Bảo à, không Bảo Bảo, ta biết huynh không nỡ rời xa ta mà. Chúng ta từ từ đi nói chuyện đi. Nào đi 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 đi. Con khỉ chết tiệt này, xem ngươi còn chơi được bao lâu. Hương Bảo Bảo, chắc chắn muội rất mệt rồi, ta có chuyện muốn nói với muội. Nào chúng ta không Bảo Bảo à, huynh tặng cho ta ngọc bội trước lại hạ độc ta. Tại sao huynh phải tốn nhiều như vậy chứ? Bây giờ lại hẹn ta đến đây, có phải muốn lên xe trước rồi trả tiền sau hay không hả? Trả tiền gì? Thành thân đó, thành thân. Đúng rồi, ta đúng rồi. Thành thân, ta nhớ ra rồi. Thật là, Tinh Tinh à. Sư tỷ, tại sao tỷ lại tới đây? Sư muội à, không phải muội đi giải tỏa tâm trạng hay sao? Tại sao lại chạy đến đây? Ta bị lạc đường. Tại sao họ cũng đến vậy chứ? Sắp cơm thành một bàn mặt trường rồi kia. Hai nữ nhân kia là ai vậy? Họ là chủ nợ mà trước kia ta dùng tên giả để mạo danh thay thế, chắc là qua đây để đòi nợ đó. Hương Bảo Bảo à, muội xem nè, chúng ta đã sắp thành người một nhà rồi. Chị bằng muội giúp ta đưa cô nương mặc bộ quần áo trắng đi đi. Được thôi. Được rồi. Đây là đâu vậy? Cô nương mặc đồ trắng đi theo ta. Cô là ai? Cô còn cần biết ta là ai sao mà lắm mồm vậy? Đi theo ta là được rồi, đi thôi. Sư tỷ à? Sư tỷ. Xuân Xuân, muội đến rồi sao? Nào, đến uống tách trà đi. Muội không uống sao? Vậy ăn quả mận đi nào. Tại sao Bạch Tinh Tinh cũng ở đây? Vậy sao cô ta cũng ở đây hả? Cô ấy ở đâu? Cô ta không có ở đây. Xuân Xuân, cô ấy ở đâu hả? Tại sao đánh ta Xuân Xuân? Tại sao lại lừa ta? Ta không lừa muội mà. Người không lừa ta. Tại sao ngươi làm tổn thương trái tim của ta? Ngươi đã làm nát trái tim của ta rồi. Vậy ngươi hãy cút đi thật xa, mãi mãi đừng quay về nữa. Tại sao ngươi còn phát cái thiệp thành hôn gì đó? Còn gọi cả sư muội ta đến hả? Ngươi muốn làm cái gì đây? Bởi vì ta đặc biệt muốn mời cô ấy đến uống rượu hỷ của chúng ta. Ngươi nói cái gì? Xuân Xuân à, thời gian này cuối cùng ta đã nghĩ thông suốt rồi. Trong lòng của ta, muội mới là người tốt nhất. Cô nói thật sao? Trong lòng của huynh, ta là người tốt nhất. Cho nên huynh suy nghĩ thông suốt và muốn thành hôn với ta sao? Không được lừa ta nữa đó. Vốn dĩ ta không biết lừa người khác, càng huống hồ là đối với muội. Mau trả lại ngọc bội cho ta đi. Xuân Xuân à, sư muội muội đánh nhau với người khác, muội có cần đi giúp cô ấy một chút không? Nó bị đánh, huynh đau lòng sao? Không phải đâu, muội nghĩ là chúng ta sắp thành hôn rồi. Cô ấy là muội muội của muội, cũng là tiểu di tử của ta, chúng ta là người thân. Hơn nữa máu cũng được coi là màu đỏ là hỷ cát, nhưng lúc này không cát lợi. Muội nghĩ xem có cần đi giúp cô ấy hay không. Tránh ra đi. Đáng ghét, mau trả ngọc bội lại cho ta. Ngươi bị bệnh thần kinh hả? Đây rõ ràng là tính giật đến ước của không Bảo Bảo nhà ta. Làm sao có thể chứ? Nữ nhân đáng chết này dám đánh sư muội của ta. Nó là sư muội ta, ta đương nhiên sẽ cứu rồi. Nhưng còn về huynh, nghe cho kỹ đây. Sau này không được phép lừa ta nữa đó. Đây là lần cuối cùng ta tha thứ cho huynh. Còn có lần sau ta tuyệt đối không tha. Băng huynh thành trăm nghìn mảnh luôn. Nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ rồi.
Chú ý an toàn đó. Mẹ ơi, nguy hiểm quá. Chuồn là thượng sách. Sư muội à, đi thôi, đi qua chỗ khác giải tỏa đi. Đợi chút sư tỷ à, ta phải lấy lại ngọc bội của ta đã. Buồn cười, ăn cướp còn la làng đồ mặc dày. Ngươi lấy tính giận đến hồn của ta đi. Ngươi còn nói ta mặc dày, ngươi mới là đồ mặc dày. Ngươi, sư muội à, tính giận đến ước gì vậy? Đương nhiên là của ta và không không rồi. Muội nói cái gì? Muội và Tôn Ngộ Không có tính giận đến hôn, vậy thì có làm sao? Hắn đưa cho muội lúc nào? Tỷ lại muốn dám gả muội muội chàng cho hắn hả? Người chàng muốn lấy là ta. Chiếc tiếng à, đừng mong phá hoại hậu sự của muội muội ta và hiền đệ ta đó. Tẩu tẩu à, tẩu cũng muốn gả đi sao? Có liên quan gì đến muội? Hương hương, muội yên tâm, ca ca nhất định sẽ gả muội cho Tôn Ngộ Không. Đừng ngăn cản ta. Ca à, con trâu ngu ngốc kia, các người sắp kết hôn. Đây chính là ngọc bội tính giật ta tặng huynh ấy. Tại sao lại trở thành quà đính hôn của các người? Cô nói cái gì? Ngọc bội này là cô tặng cho Tôn Ngộ Không, vậy còn có thể là ai đây? Con khỉ chết tiệt kia chạy đi đâu hả? Đừng có chạy. Các người, 1, 2, 3, 4, 4 mỹ nhân. Không phải đủ thành một bà mặt trượt hay sao? Các cô nhìn mình đi, tương phùng chính là duyên đó. Hưởng thụ một buổi chiều tươi đẹp đi, câm miệng đi con khỉ khốn kiếp. Chẳng phải khi nãy người đã nói với ta sẽ thành thân với ta, nói ta là tuyệt vời nhất hay sao? Thì ra viên ngọc bội này là ả tặng cho ngươi. Chẳng phải người nhất kiến chung tình với ta sao? Là nhất kiến hả? Vì sao lại tặng tính vật định tình của chúng ta cho ả hả? Dừng lại đã, đừng có đánh vào mặt. Tao đã bảo đừng đánh vào mặt rồi mà. Ai vậy hả? Hiền đệ à, tình cảnh thế này đại ca thật lòng không giúp được gì cho đệ rồi. Đừng có đánh vào mặt ta. Ai vậy hả? Tao nói đừng đánh, còn đánh hay sao? Đánh chết ngươi nè. Lẽ nào là thiên cẩu thực nhật hay sao? Trời đã tối rồi, thân nữ nhi ở ngoài nguy hiểm lắm. Các vị mỹ nữ hay là về nhà trước đi, câm miệng đi. Thời tiết thế này rất dễ bão to. Hay là chúng ta tránh bão trước đã, cấm chạy. Là ai? Ai vậy hả? Ta cho ngươi chạy nè. Lại là ảo khốn nạn này sao? Vì sao cô lại hãm hại ta hả? Thanh Hà, Tôn Ngộ Không, lần này ngươi không thoát nổi đâu. Đây, món nợ ngươi đã trả sạch cho ngươi rồi. Nợ cũ thì trả hết rồi, nhưng còn tiền lãi. Không sao, sau khi thành công sẽ lại trả tiếp. Vừa nãy ngươi nói ngươi có ân quán với Tử Hà và Tôn Ngộ Không, đều đông đủ cả rồi, địch cùng nhau vạch trần hắn hả? Đúng vậy đó. Ta nghĩ đây là cơ hội tốt. Trâu bò tranh nhau, ngư ông hưởng lợi. Đến lúc đó ta chỉ cần bóp vỏ thái dương này, cô biết sẽ xảy ra chuyện gì rồi đó. Tiên tử, cô làm thế này thật sự làm giảm thiểu thú vui mua sắm đó. Nói đi nào. Chỉ cần ta bóp nát thái dương này, trên bầu trời trong thời gian ngắn sẽ hình thành hiện tượng thiên cẩu thực vật. Có biết điều này có ý nghĩa gì không? Tiên tử à, vốn dĩ cô chỉ có thể ra ngoài vào lúc chiều tối, nhưng mà ta lợi dụng đạo cụ nhỏ bé này sẽ tạo ra được hiệu quả chiều tối.
Nói cách khác, cô có thể hiên ngang ra ngoài vào ban ngày tối. Đây chính là cơ hội tuyệt vời nghìn năm có một cho cô trả thù. Cô nghĩ xem, tiêu khoản tiền này có đáng giá hay không? Chỉ cần người chắc chắn có thể giúp ta giết chết kẻ phụ bạc đó, bao nhiêu tiền ta cũng trả hết. Tôn Ngộ Không, ta thật sự không ngờ, thì ra ngươi đã làm tổn thương nhiều người đến như vậy đó. Đây là do ngươi tự chuốc lấy, đừng có trách ta. Chỉ cần ngươi chết rồi, mọi người đều có thể được giải thoát, đúng vậy đó. Đợi đã, lẽ nào các cô không tò mò cô gái đứng trước mặt các cô là ai sao? Sư phụ, sao lại là cô? Vị cô nương này là liên quan gì đến ngươi? Cô ta chính là hung thủ. Được, ta sẽ xem ngươi còn dở được trò gì đây. Là cô dở trò, chứ không phải là ta. Ngươi từ đầu đến cuối đều phá rối làm loạn, ta tìm ngươi tính sổ có vấn đề gì? Cho xin đi, Hà đại tỷ à, cô tha cho ta đi được không? Ta khó khăn lắm mới tìm được ngươi, ngươi nói tha là tha hay sao? Hai ta tình đầu ý hợp lúc đầu thì kết thúc một cách tự nhiên, vì sao cô ôm hận trong lòng chứ? Ngươi nói sao là vì sao? Sao ngươi không lên hỏi trời đi? Được, cô đến tìm ta để trả thù, vì sao lại làm tổn thương những cô gái vô tội này? Đừng có dở bài. Hai ta khi nào từng quan tâm đến sự sống kẻ chết người khác? Đó là cô, không phải ta. Tránh làm tổn thương người vô tội luôn là bổn phận của ta. Ngươi dảo biện muốn bắt ngươi, khó tránh lỡ ta làm bị thương người khác. Các cô nghe rõ hết chưa? Khó tránh lỡ ta làm bị thương người khác. Cái bẫy này chính là cô ta sắp đặt, là cô ấy đã gọi các cô đến hãm hại ta. Sao cô ta lại xấu xa như vậy chứ hả? Ta xấu xa quá đi. Là cô đó, thì ra là bẫy do cô dàn xếp sao? Ta nói mà, con khỉ thối tha này sẽ không vô tình như vậy đâu. Đúng vậy, chuyện gì vậy? Ả đàn bà như cô độc ác quá, hại ta suýt chút nữa làm bị thương, không bảo bảo. Ta độc ác, đồ đàn bà đáng chết. Ta thấy chướng mắt cô lâu rồi, đê tiện như vậy. Cô liên mờ bảo ta hãy quên đi, còn cô thì sao? Cô không hề buông bỏ. Sao cô xứng đáng làm sư phụ? Ta không xứng, không buông bỏ hả? Thảo nào cô luôn muốn cắt đứt tơ tình của ta. Sư phụ à, sao cô có thể như vậy? Là cô ép ta đó. Cô vừa xuất hiện là đã có mục đích. Liên quan gì đến ngươi? Được rồi các vị, ta có một ý kiến hay. Chi bằng chúng ta nhốt cái ả đàn bà bại hoại này, đừng để ả làm hại nhân gian nữa, được không hả? Đồng ý. Được, muốn động đến ta sao? Không thèm khoản còn lại nữa, vẫn là bạn nhỏ này quan trọng hơn. Đàn bà đánh nhau đúng là tàn bạo ghê vậy đó. Đúng đó, hiền đệ ta rất thương đệ. Hạng đàn bà này ta cũng không kiểm soát nổi. Đúng là nam nhân khó làm. Tỉnh rồi sao? Do ngươi làm hả? Học theo cô thôi. Ngươi làm thế nào chạy thoát được vậy? Chuyện này cũng phải cảm tạ hảo tỷ tỷ thanh hài của cô. Tỷ tỷ của ta, sao lại xuất hiện ở đây được chứ? Xích chút nữa có thể thu phục ngươi. Nói cái gì vậy? Cô thu phục ta thì ai giúp cô đi tìm Tôn Ngộ Không? Ngươi quả thật sẽ giúp ta tìm được sao? Thì ra cô biết cả rồi sao? Thảo nào cô muốn hạ độc đẩy ta vào chỗ chết, đều tại tỷ tỷ của ta. Đừng có đau buồn mà. Cô đợi ta biến thành Tôn Ngộ Không thật, chẳng phải chúng ta làm tròn lời hứa giúp cô tìm được Tôn Ngộ Không rồi sao? Dựa vào ngươi, ngươi cũng xứng hả? Ngươi.
Dựa vào ta thì chắc chắn không được đâu. Phải nhờ vào thịt của đường tăng. Đợi ta ăn thịt được đường tăng rồi, các người còn có thể làm được gì ta chứ? Năm trăm năm sau. Nhị dị à, thành thật xin lỗi nha. Tiểu tiệm chỉ còn một gian phòng mà thôi. Không sao đâu. Hai đại nam nhân bọn ta ở chung phòng cũng không sao. Dù gì còn có thể tiết kiệm tiền, đúng không nào? Dội vậy sao? Được, ngươi đi mở cửa đi. Làm gì vậy? Ngươi không đợi ta mà lại tự mình vào đó, còn đóng cửa lại nữa chứ. Ta phải dẫn công trị thương, cần được tĩnh dưỡng, ngươi không biết sao? Vậy ta phải làm sao? Ở đây chỉ có một gian phòng nè. Ngươi da thịt dày dặn, tạm tạm qua đêm đi. Không sao đâu. Ngươi sao không tạm hả? Ta nói rồi, ta phải trị thương. Ngươi không nghe hiểu sao? Ta cũng đau chứ bộ. Ta cũng cần nằm xuống nghỉ ngơi. Ngươi là một thần tiên mà không chiếu cố cho người phàm hả? Đã bảo ta phải trị thương, thời gian này ta chiếu cố người thế nào? Đợi ta trị thương xong, ta sẽ lại yêu thương ngươi. Vậy không được, ta cũng... Đúng không sai. Ngươi nằm đó đi, ngươi đừng sợ. Đợi ta trị thương xong, rồi ngày mai sẽ chữa hết vết thương trên người cho ngươi nha. Ngủ ngon. Ngươi còn cười sao? Có sự đồng cảm không vậy? Ai bảo ngươi âm thầm chạy đến phòng của ta chứ? Ta sợ tối thôi, tìm ngươi để ngủ cùng mà. Ngươi đánh ta ra nông nổi này, ngươi là người sao? Ta thực sự không phải người, ta là thần tiên. Lợi hại quá, lợi hại hơn ngươi đó. Lợi hại thì đi bắt hai con yêu quái kia đi. Đừng đi tìm căn nhân với ta. Được, được, được. Đều là lỗi của ta. Lỗi của ta được chưa? Lúc đó ta không nên ra tay mạnh như vậy. Thế này đi, ta mua chút đồ ngon cho ngươi ăn nhé. Đền tội với ngươi có được không hả? Muốn ăn gì ta mua cho. Ta muốn ăn nho. Nho thì tự đi mà mua, ta không ăn đâu. Ngươi không thích ăn nho hả? Không thích ăn. Túi thơm đây, kẹo hồ lô, thịt lợn tươi ngon vừa cắt, kẹo hồ lô đây. Qua xem một chút đi, kẹo hồ lô vừa thơm vừa ngọt. Nào, cầm lấy đi, qua xem đi nào. Túi thơm rất là thơm đây, thịt lợn rẻ đây, thịt lợn, túi thơm đây nào. Chuồng chuồng tre. Đáng yêu quá. Biết cả rồi sao? Cô đã làm gì với Bồ Đề lão tổ rồi? Không biết nữa. Có phải là cô giết hắn rồi không? Mấy hôm nay ta không thấy hắn. Có điều nếu mấy ngày nay hắn chết rồi cũng chẳng liên quan gì đến ta. Ta nói, người ở cùng ta mấy ngày nay đều là cô hay sao? Không ngờ chứ gì. Cô muốn làm gì vậy? Đêm hôm mà cô, tại sao cô không được làm gì ta đó? Không là ta hét lên đó nha. Hét đi nào. Hét thật lớn vào. Nhưng mà cũng không biết liệu có ai tin cái tên trong lưu manh như Quynh bị một nữ tử yếu đuối như ta ức hiếp hay không đây. Cô mới là dở trò lưu manh đó. Được thôi, nếu như Quynh thật sự hiểu rồi thì cũng được thôi. Cô muốn làm gì đây hả? Tất nhiên là môi tin từ chỗ của Quynh rồi. Thật sự là ta không biết gì hết.
Ta còn chưa nói mà. Huynh đã biết ta cần tìm ai rồi sao? Cô ngoài cái tên Tôn Ngộ Không chuyển thế với cái tên Đường Tăng gì đó còn có thể tìm cái gì? Thật là thông minh. Nhưng mà huynh đã biết rồi, thì mau nói cho ta biết tung tích của Tôn Ngộ Không chuyển thế đi nào. Ta đồng ý với huynh sau khi nghe xong, ta sẽ lập tức rời đi. Hơn nữa ta sẽ bảo cho sư tỷ mau chóng rời khỏi bang phủ đầu. Tiểu thư à, ta thề với cô, ta thực sự chẳng có liên quan tí gì đến họ, ta cũng không quen họ đâu. Cô nói gì ta cũng không hiểu, ta chỉ cầu xin cô tha cho ta, làm việc tốt. Còn đám huynh đệ của ta nữa, đừng đến làm phiền bọn ta nữa mà. Chỉ cần có nhân viên qua lại, ta nhất định sẽ cùng các huynh đệ điều tra giúp cho cô. Vậy thì chưa chắc. Nếu như huynh thực sự không có quan hệ gì với Tôn Ngộ Không chuyển thế đó, vậy tại sao lão tiểu tử Bồ Đề đó phải liều mạng để cứu ngươi chứ? Ta biết rồi, có thể là do hắn có ý với ta. Cô biết không hả, ta cứ gặp ác mộng suốt, mơ thấy trong cái động tối đen đó từng cặp mắt nhìn chằm chằm ta. Chuyện của hai người ta không có hứng. Nếu như huynh quen biết thì mau nói cho ta biết tung tích của Tôn Ngộ Không chuyển thế đi. Cô nói xong chưa? Vậy ta nói cho cô biết, nếu ta mà biết có người lợi hại như thế tồn tại thì ta đã sớm đi tìm hắn rồi. Cầu cứu. Thảo nào ngươi bảo là phải về nhà, đi tìm cao nhân chỉ điểm ngươi lên Ngũ Nhạc Sơn. Thì ra hắn mới là mấu chốt. Nói cho cô biết nha, tìm được hắn xong thì bảo hắn chữa não cho cô trước đi. Đừng có nghĩ nữa, huynh chạy không thoát đâu. Ai bảo là ta muốn chạy chứ? Cô không thấy ta đang ngắm cảnh sao? Bánh bao mới ra lò đây. Ở đó có bánh bao nóng hổi, cô muốn không hả? Được rồi, cho ta 10 cái đi. 10 cái. Được, chờ đó đi. Kẹo hồ lô vừa thơm vừa ngọt. Bánh bao đây, bánh bao thịt. Khách quan à, ông chủ à, lấy cho ta 11 cái đi. Được. Đây là cái gì? Không cần đâu, dùng tay đi nè. Tinh Tinh cô nương à, cô cầm giúp ta cái này một lát. Ông đuổi cũng nhanh đó ha. Có mấy cái bánh bao mà cũng muốn quỵt hay sao? Cô gái đó đang ở đây nè, ông đòi tiền cô ta đi. Đê tiện, ăn cơm mà còn để bạn gái thanh toán. Người không xấu hổ à? Ta không xấu hổ, người không xấu hổ à? Được rồi ông chủ à, đừng có như hắn mà. Nè, đại nhân không chấp tiểu nhân đâu, tha cho cái tên cặn bã này đi. Cặn bã à, cũng không biết kiếp trước tu được phúc gì, có bạn gái tốt vậy. Đối tốt với cô ấy nha, cẩn thận bị sét đánh đó. Ta đã nói rồi mà, đừng có chạy, vô dụng mà thôi. Dừng. Ta nói cho cô biết, cái cô mặc y phục trắng đằng sau muốn cướp tân lang của cô đó. Cái gì chứ? Người đâu? Bắt con yêu tinh dụ dỗ tân lang lại. Làm gì vậy? Xử cô ta đi, chính là cô ta đó. Đừng có đi mà. Đúng là quỷ hôn sự.